Trước khi bắt đầu video này, hãy đến với một chút so sánh cực kỳ điên rồ về mặt giá cả. Để có được Vinicius Junior và Rodrigo, kẹt săn của Real Madrid phải thâm hụt khoảng 90 triệu euro. Khi đó, kênh cánh trắng bị chê là phung phí vì hai tiền đạo này chưa hề có thành tích gì trong làng bóng đá. Nhưng dạy Real Madrid tiêu tiền là một hành động điên rồ, như cái cách bạn đang định dạy Lionel Messi chơi bóng vậy. Chắc hẳn chúng ta sẽ sốc nếu biết rằng Chelsea lẫn Manchester United đã phải chi 100 triệu euro để đem về Mikhail Modric và Antony. Trình độ của hai bom xịt này thế nào, chúng ta không cần phải nói thêm nữa. Và Real thì ngạo nghễ dạy cho phần còn lại của làng bóng đá biết thế nào là tiêu tiền. Rạng sáng nay, quá dễ để các bạn lên tiếng ca ngợi Vinicius Junior. Anh bứt tốc nhạy cảm để đón đường chuyền hoàn hảo của Toni Kroos và sút tung lưới Manuel Neuer mở tỷ số. Kể từ mùa 2021-2022, Vinicius tham gia trực tiếp vào 31 bàn thắng ở Champions League. Cụ thể là 16 pha lập công và 15 pha kiến tạo cho đồng đội nổ súng. Thành tích không cầu thủ nào chạm đến. Tại La Liga, Vinicius sở hữu thống kê cá nhân chỉ ở mức ổn. Nhưng khi ra trời Âu, anh chấp mọi ngôi sao trên toàn thế giới. Chắc chắn, hiện không ai đủ tầm so sánh với Vinicius ở Champions League. Chưa hết, với thành tích mới nhất này, anh đã ghi tên mình cùng với Cristiano Ronaldo và Jari Litmanen là hai cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử Champions League ghi bàn trong cả 3 vòng bán kết liên tiếp. Litmanen đã đạt được điều đó từ năm 1995 đến 1997. Khi ấy, cầu thủ người Phần Lan là một ngôi sao trong đội hình huyền thoại Ajax của Louis van Gaal. Về phần mình, Cristiano Ronaldo thực hiện thành tích đặc biệt này với Real Madrid từ năm 2012 đến 2014. Giai đoạn đó, có những lần Los Blancos bị loại trước chính Bayern Munich và Borussia Dortmund, nhưng kết thúc bằng việc giành được chức vô địch thứ 10 nổi tiếng trước Atletico Madrid. Với trường hợp của Vinicius, anh đã ghi một bàn vào lưới của Man City trong cả hai năm 2022 và 2023, cộng thêm hai bàn vào đêm qua tại Munich. Tiền đạo 23 tuổi người Brazil có 4 bàn sau 5 trận. Một thành tích khác mà Vinicius cũng bắt kịp Ronaldo là anh trở thành cầu thủ Real Madrid thứ 3 lập cú đúp vào lưới Bayern Munich ở Champions League. Sau Sergio Ramos làm được điều này ngày 29 tháng 4 năm 2014 và Cristiano Ronaldo làm được vào ngày 29 tháng 4 năm 2014 và 12 tháng 4 năm 2017. Đã từng có thời điểm Vinicius bị xem là một bản hợp đồng thất bại ở Bernabeu. Thậm chí, huyền thoại Karim Benzema còn nói với Ferland Mendy rằng đừng có chuyền cho Vini nữa nếu không muốn phung phí cơ hội. Nhưng dần dần, tiền đạo người Brazil đã tự cải thiện bản thân lên tầm world class, những ngôi sao hàng đầu thế giới. Hãy nhìn cái cách Vinicius ghi bàn mở tỷ số thì bạn sẽ hiểu anh lợi hại ra sao. Chúng ta nói quá nhiều về đường chuyền của Kroos rồi, nhưng người chuyền bóng có hay đến đâu mà phía trước là những tiền đạo vụng về, vô duyên như Nicolas Jackson thì chẳng ai khen đường chuyền cả. Sự thông minh và nhạy bén của Vini là ngay khi nhìn thấy ám hiệu của anh Kroos là anh chạy ngược hướng di chuyển của Kim Min-jae, là hậu vệ theo kèm vốn đã không có sự chủ động, lại sở hữu body kềnh càng nên cựu cầu thủ Napoli lập tức bị Vinicius cho hít khói. Và pha kết liễu của anh vào lưới Neuer thì quá ngọt. Pha chuyền bóng của tôi cũng bình thường thôi, hãy dành lời khen cho Vinicius, có ý di chuyển thông minh, dứt điểm tuyệt vời và rất hiểu ý tôi. Toni Kroos chia sẻ như thế sau trận. Và nhiều lần đã có được kiến tạo cũng nhờ Vinicius. Các pha chọc khe xuyên nách hàng thủ như thế đòi hỏi một tiền đạo nhạy cảm và biết căn thời gian để không vướng bẫy việt vị. Sau khi tránh vượt bị thổi phạt thì tiền đạo cũng phải sở hữu bản lĩnh đủ để đưa bóng vào lưới khi đã bị thủ môn lên áp sát. Đó là sự lợi hại mà Vinicius ngày càng cho thấy rõ. Nhưng đừng chỉ nên khen mỗi mình Vinicius. Hôm nay Rodrigo không ghi bàn nhưng anh cũng góp công cực lớn với việc khiến cho Kim Min-jae phạm lỗi và đem về quả phạt đền. Từ đây, Vinicius lần thứ hai hạ gục Neuer để có được trận hòa quan trọng ngay trên sân Allianz Arena. Đúng là Kim Min-jae đã có ngày thi đấu thảm họa, nhưng chính vì việc phải trông chừng một tiền đạo có lỗi di chuyển thoát ẩn thoát hiện như Rodrigo, khiến trung vệ người Hàn Quốc tẩu hỏa nhập ma và sai lầm liên tục. Có lẽ truyền thông ít nhắc đến Rodrigo là vì anh lành hơn Vinicius và ghi bàn cũng ít hơn một chút nên mới ít lên báo. Chỉ nói về độ hiệu quả, Rodrigo không kém người anh em đồng hương chút nào. Thậm chí ở trận tứ kết, tiền đạo này chính là cơn ác mộng khiến cho Man City bị loại. Trận lượt đi anh ghi một bàn, trận lượt về anh cũng nổ súng một bàn. Và trận đóng góp to lớn ấy
đã khiến cho nhà đương kim vô địch gục ngã một cách tức tưởi. Cũng sở hữu tốc độ tuyệt vời như Vinicius, nhưng Rodrigo có phong cách khác một chút. Anh là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới ở khoản khai thác khoảng trống tuyệt hay và cực kỳ tinh tế trong khâu dứt điểm. Quả thật, Real Madrid là đội bóng chưa bao giờ thiếu tài năng ở hàng công. Từ Zidane tới Ancelotti, họ có huấn luyện viên nổi tiếng với việc sử dụng cầu thủ ứng biến ở 1/3 cuối sân. Họ chú trọng nhiều hơn đến cá nhân hơn là hệ thống với tư cách là một tập thể. Làm được điều đó sẽ mang lại cho những người chơi đẳng cấp thế giới một nền tảng phát triển, cơ hội một mình quyết định trận đấu trong khoảnh khắc chói sáng. Tại Champions League, Real thường xuyên chơi với phong cách nhún nhường đối thủ, hay nói theo kiểu dân dã là tôi tặng bạn quả bóng, còn việc của tôi là giành chiến thắng. Và chìa khóa đi đến chiến thắng là truyền thật nhanh cho hai cái máy chạy Made in Brazil kia bứt tốc. Trước kia, để đối phó với mũi đinh bà MSN của Barcelona, chủ tịch Florentino Perez thanh lâm tam tấu BBC huyền thoại. Cùng nhau, họ giúp Real Madrid giành được 3 danh hiệu Champions League vô tiền khoáng hậu. Trong khi Ronaldo, Bale lần lượt ra đi, nhiều người nói kỷ nguyên của Real chấm dứt. Nhưng hóa ra, chẳng có gì là hết ở đây cả. Bởi kênh kênh trắng chỉ chậm lại một mùa, họ giữ lại Benzema, người trung thành nhất, yêu Real nhất, để truyền đạt tinh thần cũng như kinh nghiệm cho Rodrigo cũng như Vinicius. Đến khi bộ đôi này lớn, Real tạo ra một hàng công mới với sự công phá không hề kém cạnh. Hãy chú ý đến chi tiết quan trọng, Vini và Rodrigo mới 23 tuổi. Vì đã quá quen mặt với những ngôi sao này mà chúng ta quên rằng họ vẫn còn rất trẻ. Ở câu lạc bộ khác, có khi vẫn được ưu ái gọi là thần đồng. Thậm chí, Luka Modric thừa sức làm bố của hồng nhõi này nếu xét về mặt sinh học thuần túy. Chuyện điên rồ này chắc chỉ Real mới làm được, nơi mà các màng non hòa nhập mượt mà với các lão tướng, tạo ra một tập thể không ai ngăn cản nổi tại Champions League. Cựu thủ quân Fernando Hierro của Real Madrid từng đùa cợt rằng: "Tôi cứ nghĩ Vini và Rory là hai anh em song sinh vậy. Nhìn kỹ thì chẳng giống nhau chút nào, nhưng cách chơi bóng thì như đúc cùng từ một trứng. Họ chẳng bao giờ để người khác nhìn thấy rõ mình phải làm gì, cứ lao vun vút đi." Như đã nhận xét, Rory không ghi nhiều bàn thắng bằng Vinicius, nhưng điều cực kỳ thú vị là hai chàng trai này rất tích cực tìm đến với nhau. Ở trận gặp Man City, chính Vini chuyền cho Rodrigo ghi bàn. Còn hôm nay, số 7 lại tiếp tục phối hợp với số 11, dẫn tới pha phạm lỗi của Kim Min-jae. Nhưng không như dàn sao bên phía Chelsea, Rodrigo vui vẻ để cho Vini thực hiện quả phạt đền, dù anh mới là người kiếm được nó. Dù nhường nhịn, vậy mà tiền đạo này vẫn kịp có cho mình 5 pha lập công sau 11 trận ở Champions League mùa này. Anh nói trong cuộc phỏng vấn với phóng viên như sau: "Tôi thích bắt đầu từ bên trái với Vini ở giữa, nhưng chúng tôi liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Bây giờ chúng tôi hướng đến Bernabeu cho trận lượt về. Tất cả chúng tôi đều ước trận đấu diễn ra ngay lập tức. Chúng tôi nóng lòng chờ đợi." Vậy đấy, giữa họ là mối liên kết tuyệt vời. Họ gần ngang tuổi nhau, phong cách thi đấu giống nhau, và họ là cặp song kiếm giúp Real xẻ nát trời Âu, mang về chiếc cúp bạc lần thứ 15 trong lịch sử.